Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép ạ. Trong cái chương trình mà em gọi là xả hàng lớn nhất của năm của bên em thì tiếp tục em sẽ giới thiệu các bác một cái dàn karaoke với giá cực kỳ hợp lý, nhưng bao hay cho tất cả các bác. Khẳng định là bao hay luôn, nếu trong tầm giá nó đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu về ca hát, về nghe nhạc, về ấy, về đối với karaoke gia đình thì một dàn này là quá ok. Giá của cái dàn này thì em tính luôn cho các bác. Cái đôi Hansen hay là Audio King ấy, để đôi trước mặt các bác ấy, thì hiện nay là Audio King bát 25 4 tép, mà trong cái đợt xả hàng của bên em là giá cực kỳ. Em bác nào mà quan tâm cái hàng này ấy, thì hôm trước ấy, cái loa này bên em bán giá chính xác là 3 triệu 500 ngàn đồng một đôi các bác nhá, 3 triệu rưỡi một đôi này. Tuy nhiên là sắp này như em đã nói là bây giờ hàng nhà em, bây giờ em xả hết toàn bộ. Sau lô này sẽ rất nhiều được các lô hàng em xả liên tục luôn, mà em khẳng định là không có ở đâu dám xả hàng như bên em, thì em sẽ bán cho các bác giá cực kỳ là hữu nghị là 2 triệu 600 ngàn đồng các bác nhé, bằng loa 2 tép mà bên em đang bán. 2 triệu 6 một con vàng tăng DSB 600. Con vàng này thì bên em đã giới thiệu ra giá, giới thiệu liên tục và giới thiệu nói chung là cực kỳ là nhiều. Đây là con vàng cực kỳ là hay, phải nói là thế. Giá của con vàng này là 1 triệu 600 ngàn đồng các bác, 1 triệu 600 ngàn đồng. 2 triệu 6 với 1 triệu 6 là mới có là 3 triệu 2. Con đấy Sumi này, con đấy Sumi này là giá 4 triệu 200 ngàn đồng nữa. Đấy, tổng cộng dàn này của nó chỉ là 7 triệu 400 ngàn đồng các bác nhá. Và kèm theo các bác lấy thêm cặp mic này là 350 một cái, một cặp mic là 700 ngàn đồng nếu mic có dây. Đấy, thì là 700 ngàn đồng, nó rơi vào tầm là 7 triệu 900 ngàn đồng một dàn karaoke. Khẳng định với các bác này em bao hay luôn cho các bác. Cái mic này là mic xịn này. Thì tất cả những cái hàng này thì bên em đã có clip mà đã quay ở trên YouTube cho tất cả các bác rồi. Cái đẩy Sumi này cũng có này, cái vang tăng này cũng có này, loa này cũng có. Thì các bác mà muốn mà tìm hiểu chi tiết về nó thì liên hệ với vào hẳn trong kênh của em, hoặc là liên hệ với em sẽ gửi link cho xem. Thì các cái này thì em giới thiệu không cần giới thiệu nhiều cả, vì là cái chính sách bán hàng là bao hay. Có lẽ là một dàn karaoke chỉ tầm chưa đến 8 triệu đồng mà bán bao hay thì chỉ có bên em mới dám làm, và khẳng định với các bác là hay thực sự, các bác nhá, hay thực sự luôn. Thì em đang nói lại cái chính sách là cái đợt xả hàng lớn nhất của bên em như hiện nay, là bên em hiện nay là có trong kho hiện nay nó rơi vào gần 1.000 đôi loa tất tần tụt các loại, đẩy vang và loa cực kỳ là nhiều luôn. Thì bên em sắp này thì là nó thực sự là quá tải, tại vì không còn nơi mà chứa nữa mà hàng về liên tục. Cái hàng này là hàng do bên em là qua đầu năm bên em đặt rất nhiều mà nó không về được, và thứ hai là hàng trước Tết nữa. Thì là sau đợt này là em xả hết, em xả có những cái loa nó chỉ tầm, nó tóm lại là gì, chơi vào tầm 3 triệu lồn là về, là các bác có một dàn loa cực hay luôn rồi. Đấy, tầm 3 triệu lồn về đấy các bác nhá, loa karaoke. Có những cái loa rẻ nhất là tầm 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi. Thì các bác cứ đăng ký theo dõi kênh bên em ạ, bên em sẽ lên từ lần lượt. Và cũng nói luôn, sau lô này là lô Hansen này này, Audio King này, thì là nó có khoảng 100 đôi. Sau lô đợt này thì sẽ tiếp tục là lên Audio Phalan. Audio Phalan thì bên em chỉ giá chỉ tầm của 4 tép, hơn 2 triệu một chút thôi ạ. Hơn 2 triệu một chút mà Audio Phalan 4 tép. Và sau nữa thì sẽ tiết là tăng rồi rất nhiều những cái loa khác mà bên em sẽ phải lên sóng lần lượt. Và cam kết với các bác rằng là trong một tháng bên em sẽ mỗi ngày bên em lên một lô hàng cho các bác, hàng thanh lý. Cứ đến chiều đến các bác tầm 6 rưỡi tối, 6 rưỡi đến 7 giờ bên em sẽ lên. Thì các bác cứ đăng ký kênh này, khẳng định với ba là ngày nào cũng có hàng để xả cho tất cả các bác. Và em làm thật, nói thật, làm thật chứ không phải là nói dốc các bác nhá. Và các bác nào cứ quan tâm những cái hàng bên em, các bác đi hết chợ, các bác so sánh giá đi, cho so sánh thoải mái các bác nhé. Em cho các bác so sánh thoải mái, các bác cứ so sánh giá để xem là chỗ nào giá tốt thì các bác nhập. Em khẳng định là bên em là vô địch về giá, khẳng định sắp này em xả hết. Đấy, xả vì hàng có nhiều bên em nhiều. Hiện nay là vào cái mùa này, mùa nóng hàng nó cũng chậm nên bên em xả luôn, xả sạch luôn để bên em là nhập hàng mới. Tại vì là thực sự là hàng, cái vấn đề chính là hàng về quá nhiều luôn, ngày nào cũng về cả trăm đôi loa mà không còn nơi xếp nữa. Bữa nay nắng nóng 39 40 độ rồi mà 12 giờ đêm một xe tải, một xe hàng nó về bốc, trời, anh em thợ kêu quá trời luôn. Mà thực sự là về em phải đi gửi chứ nhà em không có nơi để nữa. Đấy, các bác cứ xem những cái clip live stream nhà em, ngày nào hàng cũng về, không có ngày nào là không có hàng về. Đấy, kinh khủng luôn. Em đi đón hàng bây giờ em cũng ớn, mà thực sự là
hàng về cũng chẳng biết là nó về cái hàng gì, nếu mà nói là về nhận được cái nào em biết cái đó, nhiều kinh khủng luôn. Em nói thật là các bác mà đến nhà em, nếu như bác nào thợ đến nhà em hoặc là khách đến nhà em bây giờ phải thực sự là phải lên chân mới có nơi mà đi, chứ còn thực sự không có nơi mà đi nữa. Đó là em nói thật, chia sẻ nghiêm chỉnh với các bác. Còn ra này khẳng định các bác là giá là 7 triệu 900 ngàn đồng, chưa bao gồm phí ship các bác nha. Dây rác bên em tặng luôn. Cái dây nó thực ra bên em bán giá này thì không có tặng phụ kiện, nhưng mà cả dàn em tặng luôn. Nghe các bác nha. Bây giờ em sẽ hát thử cho bác nghe một bài. Thực sự là về hát thì nhạc thì bên em đã test từ nãy rồi, bây giờ em sẽ hát. Hát thì vì đấy em giới thiệu dàn karaoke nên em phải hát cho các bác nghe. Chứ bây giờ mà giới thiệu mà karaoke mà lại mở nhạc thì nó hơi vô lý. Giờ trước tiên là thử tiếng mic cho các bác nghe này nhá. Này. Lên 1 2 lên. Đấy, các bác nghe sướng chưa? Cái tiếng mic của nó cực kỳ là hay luôn. Nó tiếng này là nó tiếng tép không hề thiếu một tí nào các bác. Em cho cái tiếng mic cho bé lại tí. Đấy. Thì tiếng tép cực hay luôn này các bác. Lên 1 2 lên 1 2 3 4 5 6 7 lên. Lên 1 2 lên. Tiếng alo là các bác đã biết rồi, nếu như dân trong nghề các bác là biết là loa đạt chuẩn hay chưa. Thì bây giờ em sẽ hát bài, chẳng biết hát bài nào sau đại lên bài chúng mình tìm con em đẹp. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, được anh có quên góc tóc già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng hôi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nắng nghe khói cỏ, người lứa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên nhau trong góc giao thường, tiếng tít cầu dìm mong yêu thương, Chúa thương tình sẽ cho mình
đường thì sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó mình cách xa, riêng mình đêm nhạt nhòa. Giờ từ đó chốn phong ba, em làm dấu chung chiều trầm đậm khe nước sẽ đưa người quên vơi đời quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều trầm đậm khe nước sẽ đưa người quên vơi đời quên cả mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng Vải Đen nhá. Số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhá. Một lần nữa rất mong các bác ủng hộ bên kênh bên em bằng cách là chúng ta nấp nút like và đăng ký subscribe, cái nút đăng ký á, theo dõi kênh bên em để bên em có những cái video hay hơn để phục vụ tất cả các bác. Và xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.